Thành Nghị và Vương Nhất Bác nhận tin vui, bỏ xa Tiêu Chiến. Điểm đu ban Liên Hoa Lâu của Thành Nghị tiếp tục tăng. Liên Hoa Lâu đã kết thúc một thời gian, nhưng điểm đu ban và số lượng bình chọn của phim vẫn tiếp tục tăng. Hiện tại, bộ phim đã đạt số điểm 8.5 với hơn 537.000 lượt bình chọn. Trước đó, Liên Hoa Lâu mở điểm vào ngày 15 tháng 8 với 8.0 điểm và hơn 231.000 lượt bình chọn. Hiện tại, không chỉ điểm phim tăng mà lượng người bình chọn cũng tăng gấp đôi, cho thấy sự quan tâm lớn của khán giả dành cho tác phẩm cổ trang này. Nhờ vậy, Liên Hoa Lâu của Thành Nghị cũng đã bước chân vào top 20 bộ phim truyền hình có lượt bình chọn cao nhất trên Douban, chỉ sau chưa đầy 4 tháng kể từ ngày phát sóng. Sau thành công của Liên Hoa Lâu, sự nghiệp Thành Nghị ngày càng thăng tiến. Anh được chọn làm người phát ngôn của các nhãn hàng lớn và tham dự nhiều tác phẩm được đầu tư trọng điểm. Sau khi đóng máy Anh Hùng Chí và dành thời gian cho bản thân, Thành Nghị mới đây đã xuất hiện trong một sự kiện. Nam diễn viên chia sẻ, trong kỳ nghỉ vừa qua, anh đã thực hiện được rất nhiều việc mình vẫn luôn muốn làm. Trong đó, Thành Nghị tiết lộ anh đã đọc hết tất cả các lá thư do người hâm mộ gửi cho mình, bao gồm cả fan trong nước và quốc tế. Thành Nghị gửi lời cảm ơn tất cả những lời chúc phúc, động viên của fan và cho biết sẽ nỗ lực hơn để xứng đáng với tình cảm đó. Vương Nhất Bác đoạt giải thưởng điện ảnh đầu tiên. Vương Nhất Bác với vai diễn Trần Thước trong phim điện ảnh Nhiệt Liệt đã giành được giải nam chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Phượng Hoàng tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, lần thứ 11. Được biết, có 30 phim tham gia giải Phượng Hoàng năm nay và Nhiệt Liệt đã xuất sắc trở thành bộ phim được nhận nhiều giải thưởng nhất lần này. Cụ thể là các giải, đạo diễn xuất sắc nhất là Đại Bằng, nam chính xuất sắc nhất là Hoàng Bột và Vương Nhất Bác, âm nhạc xuất sắc nhất là Bành Phi. Đây là lần đầu tiên Phượng Hoàng trao song giải cho vị trí nam diễn viên xuất sắc nhất. Giải thưởng điện ảnh Phượng Hoàng là giải thưởng điện ảnh chính phủ cấp tỉnh do Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Chiết Giang, Cục Quản điện, Xuất bản, Báo chí Chiết Giang cùng Hiệp hội Điện ảnh gia Chiết Giang đồng tổ chức. Phim điện ảnh Nhiệt Liệt về đề tài hip hop, một nội dung lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại Asian Games, kể về câu chuyện của những ngôi sao hip hop đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống và dũng cảm theo đuổi đam mê của mình. Trước đó, Vương Nhất Bác đã được đề cử ảnh đế Kim Lộc cho vai Trần Thước tại Liên hoan phim Trường Xuân, một trong 4 liên hoan phim lớn nhất Trung Quốc đại lục. Bảng xếp hạng Mỹ Nhân Hoa Ngữ Mặc Váy Cưới, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử Đẹp Điên vẫn thua Mỹ Nhân Này. Trên thực tế, dù chưa kết hôn, thế nhưng rất nhiều Mỹ Nhân Hoa Ngữ đã từng khiến dân tình đứng ngồi không yên khi diện váy cưới trắng. Đó có thể là tạo hình trong phim, nhưng cũng có thể là trang phục thảm đỏ của loạt người đẹp này trong sự kiện. Dương Tử được khen đáng yêu. Dương Tử là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của showbiz có diễn xuất tốt, nhưng nhan sắc không quá nổi bật. Dù vậy, cô nàng cũng đã từng khiến khán giả mê mệt khi diện váy cưới trắng trong hai bộ phim là Dư Sinh Sinh Chỉ Giáo Nhiều Hơn và Thân Ái Chí Ái. Dương Tử được nhận xét là trông đáng yêu và xinh đẹp khi khoác lên người bộ váy cưới trong ngày trọng đại. Cô nàng cũng may mắn khi được nắm tay hai mỹ nam là Lý Hiện và Tiêu Chiến bước vào lễ đường. Triệu Lệ Dĩnh đẹp mặn mà. Chỉ trong năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh đã hai lần diện váy cưới trên màn ảnh, khi thì làm cô dâu ở Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, lúc lại tay trong tay cùng chồng ở Gió Thổi Bán Hạ. Tuy váy cưới của Triệu Lệ Dĩnh là kiểu cổ điển của thập niên cũ, thế nhưng nàng tiểu hoa vẫn xinh đẹp động lòng người, những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn nụ cười, giúp cô dâu Triệu Lệ Dĩnh càng nổi bật hơn nữa. Lưu Diệc Phi chuẩn cô dâu hào môn. Lưu Diệc Phi cũng từng khiến dân tình phải đứng ngồi không yên, khi diện váy cưới trắng bước vào lễ đường trong phim. Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khí chất tiểu thư đài cát, vậy nên thần tiên tỷ tỷ dễ dàng chiếm mọi spotlight. Đến nay, công chúng vẫn đang cực kỳ mong đợi được thấy Lưu Diệc Phi diện váy cưới về chung nhà với người mình yêu. Địch Lệ Nhiệt Ba là cô dâu minh tinh. Vốn là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp ấn tượng trong showbiz, vậy nên Địch Lệ Nhiệt Ba có thể dễ dàng cân được nhiều kiểu trang phục. Đặc biệt, khi diện váy cưới trắng, cô nàng trông giống hệt một nữ thần xinh đẹp. Hai tạo hình cô dâu hiện đại đáng nhớ nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba phải kể đến trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh và Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Cổ Lực Na Trác đẹp tựa nữ thần. Thế nhưng, mỹ nhân có tạo hình váy cưới đẹp áp đảo cả Địch Lệ Nhiệt Ba lại chính là Cổ Lực Na Trác. Tại sự kiện Elle tổ chức vào ngày 3 tháng 11, nàng hoa tuyết tân cương này đã làm dậy sóng cộng đồng mạng với tạo hình váy cưới trắng cực kỳ lộng lẫy, nhan sắc đẹp không tì vết kết hợp cùng bộ váy trắng, càng làm tôn lên vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ của Cổ Lực Na Trác. Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc tạo kỷ lục khi lên sóng và gây tranh luận. Các khán giả bất ngờ khi phim bom tấn Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách bất ngờ lên sóng tối ngày 7 tháng 11. Những tập đầu, phim gây bão vì lượt xem tăng cao,
nhưng cũng không tránh khỏi tranh cãi. Tối ngày 7 tháng 11, khán giả bất ngờ khi Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc chính thức phát sóng sau thời gian hoãn chiếu hàng loạt. Theo đó, từ khóa Ninh An Như Mộng lên top 1 tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc vì độ hot của bộ phim. Trong 6 tập đầu chiếu, bộ phim của diễn viên chính Bạch Lộc và Trương Lăng hách lập loạt kỷ lục đáng ngưỡng mộ. Theo đó, phim phá kỷ lục số lượt đặt xem trước cao nhất với 7,4 triệu lượt. Ngày đầu phát sóng 6 tập với tài khoản VIP, có 9 thương hiệu quảng cáo, 40 quảng cáo, tổng cộng 326 giây. Năm nay, Bạch Lộc có 3 bộ phim được phát sóng và đang được quan tâm. Chính vì thế, không ít người hâm mộ cho rằng đây là năm bùng nổ sự nghiệp của nữ diễn viên. Ngoài ra, một điểm cộng lớn của Ninh An Như Mộng là cặp đôi chính có ngoại hình thu hút, trang phục được đầu tư kỹ lưỡng. Tuy nhiên, phim cũng vấp phải những điểm tranh cãi cố hữu như chê chuyển cảnh xấu và đột ngột khiến khán giả khó theo dõi. Ngoài ra, nhiều phân cảnh phim bị giật, góc quay xấu, khiến khán giả bức xúc và tiếc cho công sức của dàn diễn viên. Ninh An Như Mộng là một dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Khôn Ninh của tác giả thời Kính. Bộ phim kể về cuộc đời của nữ chính Khương Tuyết Ninh không nơi nương tựa, kiếp trước bởi vì muốn tự bảo vệ mình, và cũng bởi vì lòng tham của mình mà nàng không từ thủ đoạn giành lấy quyền thế, bày ra trăm phương ngàn kế để leo lên được đến vị trí hoàng hậu. Nhưng nàng đã dẫm đạp lên vô số chân tâm của người khác, mà phải nhận lấy sự phản bội của chính Thanh Mai Trúc Mã của mình. Đế sư Tạ Nguy đương triều bởi vì chịu ân cứu mạng của Khương Tuyết Ninh, mà phải giúp nàng mưu phản, bức vua thoái vị, hoàng đế băng hà. Khương Tuyết Ninh mới biết được bản thân đã mất đi người mà nàng xem trọng nhất. Ninh An Như Mộng được đánh giá là một trong những bộ phim Hoa ngữ có khả năng thắng rất cao. Nguyên do ngoài cặp đôi chính, phim còn sở hữu ekip giỏi, nội dung phim không quá mới, nhưng đây là mô típ chưa bao giờ lỗi thời ở một tác phẩm cổ trang. Phim Ninh An Như Mộng được xem là con át chủ bài của Trương Lăng Hách để giúp anh bứt phá hơn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Truyền thông Hoa ngữ cho rằng nam tài tử rất kỳ vọng vào tác phẩm này, chính vì thế anh đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu kịch bản cũng như luyện tập cho vai diễn của mình. Riêng đối với Bạch Lộc, sau nhiều dự án tranh cãi, Ninh An Như Mộng cũng được xem là dự án để người đẹp củng cố vị thế của mình trong mắt công chúng. Nam chính đẹp như yêu tinh khiến mạng xã hội bùng nổ, tạo hình đỉnh nhất sự nghiệp còn khoe da thịt gây sốt. Sau Vân Chi Vũ, Đại Mộng Quy Ly được xem là dự án đáng trông chờ tiếp theo của Quách Kính Minh ở mảng truyền hình. Phim quy tụ dàn trai xinh gái đẹp gây sốt như Trần Đô Linh, Điền Gia Thụy, Thừa Lỗi và thậm chí Cổ Lực Na Trác. Song đang được chú ý hơn cả là nam chính Hầu Minh Hạo. Gần đây, một tạo hình mới của anh chàng đang khiến khán giả say mê vì đẹp đến mức khó tin. Tham gia Đại Mộng Quy Ly, Hầu Minh Hạo đã thật sự chinh phục được những khán giả vốn vẫn còn nghi ngờ về nhan sắc của anh trên màn ảnh. Qua bàn tay của Quách Kính Minh, nam chính xuất hiện trong một cảnh phim khoe da thịt vô cùng nổi bật, khiến khán giả phát sốt vì tạo hình cứ như yêu tinh tuyệt sắc đang lạc giữa rừng sâu. Điểm khiến hình tượng lần này của Hầu Minh Hạo được khen hết lời, đó là nước da trắng ngần nổi bật trong trang phục đen, cùng với đó là cách hóa trang đặc biệt trên mặt và đôi mắt thật sự cuốn hút, có chút tinh nghịch. Hiện tại phân đoạn Hầu Minh Hạo nửa kín nửa hở, được cho là đang tắm suối này được khán giả vô cùng trông chờ. Chắc chắn lên phim sẽ còn đẹp hơn hậu trường gấp chục lần, khán giả bình luận. Ghét Quách Kính Minh ở khoản nội dung, nhưng không thể phủ nhận ông này tạo hình nhân vật quá đẹp. Đóng phim Quách Kính Minh là phải khoe da thịt thôi. Hầu Minh Hạo càng ngày càng đẹp luôn ấy, trước thấy cũng tạm tạm, chuyển qua cổ trang là thấy lên hương hẳn. Em bị khờ, cho em xin anh này về nuôi. Trong năm vừa qua, dù không đóng nhiều phim, nhưng Hầu Minh Hạo là một trong số những sao nam nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Trước đó trong Dị Nhân Chi Hạ, vai vương giả của Hầu Minh Hạo được đánh giá cao, trở thành nhân vật hot nhất của phim dù giữ vai trò phụ. Hiện tại với Đại Mộng Quy Ly, Hầu Minh Hạo được dự đoán sẽ có sự bùng nổ danh tiếng, đưa tên tuổi của ngôi sao 9X này lên tầm cao mới. Nói thêm về Đại Mộng Quy Ly, đây là dự án phim được sản xuất bởi ekip Vân Chi Vũ, do Quách Kính Minh đảm nhận vai trò giám chế. Bên cạnh Trần Đô Linh, Đại Mộng Quy Ly còn có sự tham gia của một số gương mặt đáng chú ý khác là Trình Tiêu, Điền Gia Thụy, Lâm Tử Diệp, Thừa Lỗi, Tả Diệp và Ngải Mễ. Đại Mộng Quy Ly được chuyển thể từ truyện tranh Tân Sơn Hải Kinh. Đại Mộng Quy Ly kể một câu chuyện về giấc mơ và hiện thực, tình yêu và tình bạn. Vai diễn của Hầu Minh Hạo là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và sức sống, có ước mơ âm nhạc và dũng cảm theo đuổi lý tưởng của mình. Trong khi Điền Gia Thụy lại vào vai là một người đàn ông trưởng thành và kiên định, đóng vai trò là người cố vấn cho nam chính trong phim. Hai người đã hình thành một tình bạn sâu sắc và cùng nhau lớn lên trong khi theo đuổi ước mơ của mình. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.